Hi, xin chào các bạn. Đây, cả nhà tôi có Johnny, Ryan và Vy, ba người uống chung một ly cà phê. Mình thiết nghĩ các hôm sau mình phải mua hai ly, bởi vì hai tín đồ này bắt đầu học theo mình và dành cà phê của mình uống. Trước đây có mình uống cà phê đó. Giờ nè, anh đổ cà phê cho nó đi. Giờ kìa, coi cái mặt nó xinh kìa. Không, anh phải mở nắp ra cho nó cả đá nữa. Rồi lấy cái này nào. Rồi, xin chào các bạn, hôm nay là mình sẽ đập bọc, hôm nay mình sẽ đập bọc 250k tiền bánh kẹo. Đập hộp chứ, đập bọc, đập hộp. Ngọc Trinh có hộp, em có hộp đâu mà em đập hộp. Người ta có đồ hiệu. Mình đã... Người ta có đồ hiệu, mình có đồ ăn. Ừ, mình đã đi hết các quầy của bánh kẹo nước ngọt. Mình vơ về được 250 ngàn. Sau đây mình sẽ vui cho các bạn. Và chuyên gia dinh dưỡng sẽ phiên dịch calo nha. Video này hơi dài đó mấy bạn. Hôm nay đầu tiên đây là bánh gấu. Và bánh này thì các bạn... Đó, 250 ngàn. Bình này có mấy ký? Mình lại chắc 3 ký quá. Ừ, rồi anh cho nó cái bánh kẹo nó ngồi yên cho em đi. Bánh này thì chắc chắn là các bạn nữ đều biết rồi, bởi vì là bánh này cực kỳ ngon và cực kỳ thơm, mà ăn một lần là sẽ ăn hết được một hộp này, hoặc là cùng lắm là chia cho những người ngồi xung quanh thì mỗi người một viên thôi. Trong đây khối lượng tận là 37 gram. Và sorry, bì đựng đi lại, 37 gram. Và calo là 180 calo. Đâu, nguyên cái hộp bánh này có 37 gram thôi hả? Ừ. Ờ đúng rồi, nguyên hộp bánh này có 37 gram thôi. Và calorie của cái bánh này ghi ở đây là 180 calorie trên 37 gram. Rồi, đó. Hôm nay cái bánh này có giá nhiêu em nhỉ? Bánh đó là bill đâu ta? Bill đâu? Đây đọc giá luôn nha, đợi xíu kiếm giá đọc cho các bạn coi. Sao đây, cái này không cần hỏi trước. Thấy nó không chịu ăn cái đó, nó đòi ăn cắm gấu kìa. Chắc cạn nó đi. Nó chịu ăn kìa. Rồi, đây là cái bill. Bánh gấu nè. Rồi, từ từ. Bánh gấu 16 nè. Anh có cho mấy bạn cái bảng này không? Có, lát chụp cho. À, đây tôi đang nhập một cái bảng Excel bao gồm là định lượng, calorie và giá tiền của các loại bánh cho các bạn xem nha. Ờ, anh cho cột ra luôn đi, cho tăng cột cho mấy bạn tiếp theo đã. Đây là xong. Một hộp này thì mình, nó chỉ có mấy viên thôi, và mình sẽ cho mỗi người trong văn phòng của mình hay là những người làm cùng mỗi người một viên thôi, còn lại mình sẽ quất hết. 180 calo so với lượng calo một ngày quá ít. Rồi, đây đây, đây là bánh con tôm, đây là bánh Thái Lan, và trên đây không hề ghi calo, giống như là nhà sản xuất không muốn mình biết đây là calo vậy đó. Đâu? Đây, khối lượng tận là 20 gram. Bánh này là bánh con tôm trong 20 gram nè. 20 trong 20 gram bánh có 35 calo hả? À, có 35 calorie. Energy form fat mà. Energy form fat. 35, một serving của cái bánh này là 35 gram đúng không? Đúng rồi, một cái bánh này là 35 gram đúng rồi. Một bánh này là 20 gram. Một bánh này 20 gram, một serving là 20 gram, 20 gram có 100 calorie nha. Là ăn một bánh này là nè 100 calorie. Rồi bánh này bánh gì? Bánh này ghi là bánh con tôm Thái Lan đi. Bánh tôm Thái Lan. Ừ. Rồi hai bịch nha. Tôm Thái Lan lượng là 20 gram, một bịch calorie là 100. À, hai bịch này chỉ có 7.600 đồng, giá là 3.800 đồng. Ừ, 3.800 đồng. Rồi đây, hôm bữa có bạn của mình đó là mình làm về bánh cô si đi, thì mình trước giờ thì mình nhớ là cô si là cái bánh quy này, chứ mình không nhớ là cái bánh quế này cũng là bánh cô si, nên là mình không biết mấy bạn nói kiểu nào mà hai loại cùng củ kinh đô, nên mình chơi luôn hai loại.
bô xi bánh ốc quế và bô xi bánh quy bơ sữa. Rồi đây, anh ghi bánh quy bơ sữa bô xi đi. Bánh quy bơ sữa cô si. Bơ sữa cô si. Ừ. Cô si. Rồi à. Rồi, giòn sốt ngon dịu, đậm đà vị sữa. Ăn cái này xong mà uống sữa tươi không đường giảm ăn luôn á. Đọc quảng cáo xong là muốn ăn rồi. Khối lượng tận 48g. Một hộp 48g. Ừ, một hộp là có 2 cái. 2 cái là mỗi cái 24g á. À. Rồi. Rồi còn phần đọc thành phần anh đọc đi, em không chuyên môn. Được rồi. Bánh cô si. Bánh cô si với mỗi 100g bánh cô si có 501 calo. Đồng nghĩa vài calo từ chất béo là 208 calo, tức là 40% cái bánh này là calo đến từ chất béo. Mà cái bánh này có 48g, tức là mình cứ chia đôi đi là cỡ 250 calo một hộp nè. Ừ, hộp này là 250 calo và bạn nếu ăn cái này thì hơi cao đấy. Giá nhiêu em? Bánh cô si. Bánh cô si là 6.200 đồng, thấy rẻ không? Rẻ ghê. Còn... Rồi, đây là bánh cô si ốc quế. Bánh quế cô si, bánh quế. Bánh quế cô si. Khối lượng tận là 132g. Cái bánh này ướp lạnh xong rồi ăn quất là hơi bị ngon luôn. Rồi, cái này nutrition information. Đó, anh coi đi. Bánh cô si ốc quế với 100g có 455 calo và 124g calo từ chất béo. Và bánh này có vẻ là ít chất béo mà nhiều tinh bột nè. 12.500. 455 calo trên 100g và nhân cho 1.32 là 455 x 1.32, tức là một bịch này là 600 calo. Nhưng mà không, sẽ không bạn nào ăn hết nổi hộp này đâu. Giá nhiều. Giá là 12.700. 12.700. À, 12.500. 12.000. Đó là em nghĩ người ta không ăn hết thôi, chứ sao em biết chắc chắn. Không, nhưng mà nếu là các bạn ngồi văn phòng, ngồi giống như trước đây mình ngồi, mình làm telesale này kia thì ăn hộp này hết. Một ngày ăn hộp cũng bình thường. Nói chung là đây là video nói về những món ăn vặt và cực kỳ béo cho mấy bạn, khuyến cáo là không nên ăn đó. Rồi. Rồi đây, đây là có nhiều bạn hỏi mình là cái bánh AFC này thì nó là bánh để mấy bạn có thể dùng để ăn kiêng hay không, hay là dùng để nói chung là thay một bữa ăn nào đó trong ngày hay không, bởi vì mấy bạn thấy năng lượng cao. Rồi đây, mình đầu tư mua nguyên hộp này luôn. Mình bánh mua về tạo biển. Khối lượng tận từ. Cái hộp này là 200g. Nó có 8 gói. Mỗi gói là 25g. Bây giờ cái hộp này 200g đúng không? Ừ. Rồi. Calorie 100g nó là 495 calo. 200g tức là nguyên cái hộp này là 990 calorie. 990 calo. Nhưng mà calo từ chất béo là 206 calo từ chất béo, tức là cái đồ này ăn vào sẽ mập và béo xua luôn chắc chắn, phân tích trên chỉ số. Rồi, nhưng mà vấn đề là quan trọng là bạn ăn bao nhiêu. Ăn một gói, 8 gói chúng ta có là 990 calo, thì chúng ta sẽ có bình quân một gói ăn một gói bánh này là 123 calo nha các bạn. Rồi đó, các bạn tự tính đi. Rồi, gói này bánh AFC 26.500. em 26.000 là... một hộp á hả? Ừ, 26.500. Ồ, rẻ vậy. Em nghĩ là nếu mà mấy bạn mà buồn miệng thì có thể ăn cái này chứ. Ừ, 123 calo một món thì không vấn đề gì lắm. Một mà... gói. Một gói thì không vấn đề gì lắm, mà ăn hết nguyên hộp thì có vấn đề đó. Ừ, một gói mà trong một gói đó nó sẽ có 5 miếng. Đó. Rồi đây, hôm nay mình thấy cái sản phẩm mới này của Milo. Mình tưởng nó là cute Milo, nhưng mà nó không phải, mà nó là viên Milo. Này gọi là kẹo hay là gì đó nè, không biết luôn. Nhìn đây nè.
Cái này là sản phẩm Sô-cô-la Vin Milo. À, Sô-cô-la Vin Milo. Sô-cô-la Vin Milo. Ừ. À, cái khối lượng tịnh trong này là 30g và có 73 calorie năng lượng. À, đâu 30g và với mỗi 15g thì có 73 calorie năng lượng, tức là cái bịch này nó cung cấp cho cơ thể của bạn là 146 calorie. Không vấn đề gì lắm, có thể ăn ngọt la la chơi cho đỡ buồn miệng được, không vấn đề gì lắm. Mình chắc ngọt đó thôi, ngọt đó. Khuyến cáo mấy bạn lớn rồi đừng ăn Milo. Milo dành cho mấy bạn 15 tuổi trở xuống thôi. Coi đường của nó rồi, đường hay nutrition pie nè. À, đường tổng hợp 49,2g trên 100g, tức là 50% gần 50% cái loại này là đường nè, chứng tỏ là nó hấp thu sẽ rất là nhanh nhá. Ăn vô cái insulin trong cơ thể của bạn sẽ gia tăng rất là nhiều, ghi rõ rất là rõ ở đây luôn nè. Ăn thử coi. À, ảo ngọt lắm không? Có ngọt hay không? Thử thôi. Thôi đang bay thử. Bay ăn rồi, bay đang ăn viên kia rồi. Ngon. Rồi, gói này là ủa, cái tờ giấy bill của mami đâu bi? Gói này là 13.700 nha mấy bạn. Nói chung là chúng ta đừng nên ăn cái này. Kết video thì mình sẽ tổng hợp lại cho mấy bạn biết là mình nghĩ là nên ăn cái nào, không nên ăn cái nào ha. Còn các bạn thích ăn cái nào là quyền của các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta đến một loại nước cực kỳ làm chúng ta tỉnh táo trong lúc làm việc, hay là các bạn, mình thấy mấy bạn hay uống trước khi tập gym đó. Bò hút Thái. Bò hút Thái chính hiệu, có con bò trên cái nắp, trên cái đồ bật lon. Chứ mình bị mấy lần mình mua bò hút dởm là cái hình trên đây nè, cái trên cái đỏ đỏ này là nó hình tròn, uống vô nó không có ga của bò hút, nó không có tê tới não. Rồi lon này là 250ml, uống cực kỳ đã luôn. Cái này mà mấy bạn ướp lạnh để trong tủ lạnh, xong nó đủ lạnh xong mấy bạn đổ vô đá, trời ơi, phê kinh khủng. Theo thông tin trên Google thì một lon bò hút này có 80mg caffeine và lượng calorie trong này rơi vào khoảng 30g đường, tức là khoảng 120 calorie, không nhiều. Người bình thường không được uống quá 5 lon nước tăng lực. Riêng đối với người thường cân béo phì, thỉnh thoảng uống một lon khi muốn tập trung và tỉnh táo. Uống quá nhiều sẽ khó kiểm soát cân nặng, bởi vì lượng đường trong đó cũng không thể thấp. Uống quá 5 lon là trong một ngày á hả? Uống quá 5 lon hay là trong cả cuộc đời? Trong một ngày chứ. Ừ. Tại vì cái lượng đường của nó khá là cao, và quan trọng là caffeine cũng rất là nhiều, 80mg caffeine nhưng mà không được tiêu thụ quá 400mg caffeine một ngày. Với lại mình thấy là ví dụ như đi trên đường có nhiều quán nước, xong rồi cái mấy bạn đi trời nắng vô uống bò hút rất là đã, nhưng mà theo những gì em đọc là uống bò hút lúc đó vô mình sẽ bị đột quỵ do trời nóng á, mà lúc đó mình mất nước nữa, mình nên uống nước dừa. Tức là một lon này cỡ 100, hơn 100 calorie. Rồi bây giờ chúng ta đến món tiếp theo. Không biết mấy bạn có thích bánh này của Oreo không? Bánh gote. À, lon bò hút giá. Coi chưa có giá lon bò hút đúng không? Bò hút là 8.700 một lon. 8.700. Rồi, bánh này là của Oreo, bánh gote. Mè dòng tan là đầu tiên mình ăn bánh này mình cực kỳ thích luôn. Thầy ngon. 36g cho hộp nhỏ này. Mình là 36g và với 100g thì 530 calorie. 50% bánh này là chất béo, đồng nghĩa với việc là một hộp này chúng ta sẽ có là 530 nhân với 0.36. Đây là 190 calorie một hộp bánh này. Cái hộp này nếu mấy bạn, cái hộp này là loại mini để cầm để xách tay, còn nếu mà mấy bạn mua hộp bự á thì mấy bạn nhớ đọc cái thành phần trên cái phần đằng sau này nha. Rồi, tại vì cái này mình mua minh họa cho mấy bạn thôi chứ mình cũng không ăn được ngọt nhiều. Rồi,
Rồi, buca đậu phộng da cá. Mồi cực kỳ ngon khi uống bia và rượu luôn. Vodka thì tin là số 1 luôn. Buca hả? Ừ. Buca đậu phộng da cá. Anh ghi là đậu phộng da cá được rồi. Vị phô mai. Ăn giòn giòn mặn mặn xong rồi uống bia. 30g và 170 calorie. Nghĩa là bình quân là phần lớn là các loại bánh á, là khoảng tầm cứ 100g thì nó khoảng tầm 500 calorie. Nãy giờ chúng ta có con số trung bình. Ừ, rồi, cái bạch bánh hồi nãy là 8.300g cho 36g nha bạn. Rồi, tới là cái gì ta? Poke đậu phộng da cá 5.500. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ đến món bánh ăn với sữa tươi rất là ngon. Oreo là Oreo. Yeah. Oreo, bánh Oreo. Khối lượng tịnh là 68.5g. Rồi, xin mời chị nghe đọc thành phần. Từ cũng khó đọc quá. Tiếng Thái không à? Nhà sản xuất không cho đọc. 68g một miếng bánh. Một miếng bánh này nghĩa là trong cái này thì có 5 miếng bánh. Mỗi miếng bánh là 67 calorie. Bình quân là trên 100g thì có 489 calorie. Cũng xem các loại bánh khác. Tức là 489 nhân với 0.69 bằng một bánh bánh này là 337 calorie nha. Rồi, đây giá tiền luôn. Rồi. Cái này sẽ up trên fanpage các bạn, danh sách đồ ăn thức uống sẽ up trên fanpage cho các bạn nha. Ừ rồi, bánh này là 8.300. 8.300. Thì mấy bạn hãy vô Facebook và search ra Anh Long Fitness thì sẽ ra fanpage cho mấy bạn nào không biết nha. Rồi tiếp theo, Tanh Tanh. Mấy bạn có thích ăn đậu phộng này không? Mình cực thích luôn. Đây, hộp này là 135g. Đậu phộng Tanh Tanh hả? Ừ, đậu phộng Tanh Tanh. Đứng hai tay xin luôn. 135g. Ừ, rồi 160 calo. Đúng không? 28g. Cái đọc cái này dễ chết lắm á. Nó ghi nhà sản xuất họ ghi như vậy, đọc không kỹ là dễ chết lắm. 160 calorie đọc sơ qua thấy 160, tưởng ăn nguyên hộp này 160 calorie. Nhưng mà là 160 calorie trên khẩu phần ăn là 28g. Nhưng mà cái này nó đâu chia khẩu phần ăn. Thường người ta cuối hộp ra người ta ăn hết luôn. Ủa sao người ta không ghi tổng calo? Ghi tổng calo vậy, nó ghi nhìn nó nhiều. À vậy hả? Em sẽ có tâm lý là em thấy ô calorie nhiều quá ăn không được. Cái con này nè ghi nè, bơ serving là 28g nè, cái này có tổng cộng là 5 serving nè, 160 calorie nè. Bây giờ với 28g và 160 calorie chúng ta sẽ có 135 chia cho 28. 135 chia 28 bằng 4.8 mà đem nhân với 160 đó ra 771 calorie cho cái hộp này. Thấy chưa? Cái hộp này đều 771 calorie thì sao mà đang ăn được. Rồi, Tân Tân. Đậu phộng nước cốt dừa 28.000 quá rẻ. Đúng không? Ừ. Rồi, tiếp theo là nước ngọt Sprite. Đây ạ. Đây, Sprite gây rất rõ, 330ml là 152 calorie. Vậy ít, các bạn có thể mình thường uống nước này nếu đi ăn thịt nướng. Bao nhiêu? 330ml. Ừ. 100 mấy? 52 calorie. Ừ, hai người uống mỗi người 70 calorie. Ừ, tại vì bình thường mình uống nửa lon thôi, thật sự luôn á. Đó nên sẽ không có nhiều đâu. Rồi lon đó là 8.000. Nãy giờ chưa có cái nào trên 30.000 luôn đó. Ừ, đúng không? Đó. Rồi. Và món cuối cùng. Uống giải khát, uống chống đói. Uống Milo. Vị ngọt Milo. Một hộp nhiêu? Milo một hộp 180 calo, 180ml, năng lượng là 110 calo. 110 calorie. Rồi. Ừ, giá rồi. Một hộp. Giá một lốc này là 26.500 chia cho 4 ra đi. 26.500 bình quân có 5.500 một hộp thôi. Ừ rồi. 25.500 chứ.
6.6 một hộp. Ừ rồi. À, mấy bạn hỏi là tại sao Milo ngọt như thế này mà chỉ có 110. Có một bạn hỏi là tại sao nó ngọt như thế này chỉ có 110 calo mà cái gì đó hơi hơi thì đã gấp đôi calo lên. Thì đã nói là trong đây có chất tạo ngọt tự nhiên để cho con nít nó dễ uống, nên là nó mấy bạn thấy nó ngọt vậy. Và mấy bạn nào mà đã trên 15 tuổi rồi thì mình khuyên mấy bạn nên uống sữa tươi không đường hơn là uống cái này, bởi vì nó sẽ tăng đường, tăng mỡ. Thường mấy bạn hỏi là trên 15 tuổi có uống Milo không thì mình đều nói là nên uống sữa tươi không đường. Ừ, đúng không? Tươi không đường nó ngọt, nó sẽ tăng đường, tăng mỡ. Nếu bạn nào không uống không đường được thì hãy uống ít đường và giảm đường dần dần đi nha. Ôi, thế cái bịch em mới sắp lên là tính ra gần 5.000 calo đồ ăn. Ừ rồi, tổng cộng bao nhiêu tiền? Tổng cộng rơi vào khoảng tầm 100 mấy như bill á, rơi gần 200 ngàn. Tại vì anh chia số lẻ ra. Rồi, và các mình sẽ tổng hợp lại là các bánh nào thì các bạn có thể ăn để chống đói hay ăn giữa giờ. Thì ví dụ như là các bạn có thể uống Sprite khi đi ăn thịt nướng thì nó rất là ít calo. Rồi bánh này, bánh AFC thì mỗi lần mấy bạn chỉ ăn một gói thôi nha. Rồi bánh Gute mỗi lần thì nên ăn một, tại vì thường cái vỉ của nó là to như thế này thì nó có tới mấy chục cái, là nó mấy bạn nên ăn khoảng vài cái tại vì bánh này ngọt lắm. Rồi bánh Cosi mỗi lần nên ăn 1 đến 2 cái thôi bởi vì nó có khá là nhiều calo. Rồi trong bánh bánh nào nó cũng nhiều calo cũng ngán thôi. Và mình sẽ vẫn tiếp tục hành trình săn tìm Nabati để quay clip cho các bạn. Rồi các bạn có thích video clip này không, hay là thấy nó đơn điệu quá, thấy nó nhãn quá thì cứ comment bên dưới cho mình xin ý kiến. Và cái bảng định lượng calo vừa rồi mình vừa tính ra thì mình sẽ đăng trên fanpage của Đà Lâm Fitness nha. Rồi tạm biệt các bạn, chúc các bạn chọn món ăn tốt cho sức khỏe và hợp với túi tiền. Chúng ta nên ăn bắp và khoai, đúng không? Bye bye. Bye bye các bạn nha. Chúc buổi trưa vui vẻ nha. Bye bye đi.